thời gian đầu là tụi em ra bài bài cua đúng không ta? Cua chơi, bài chơi. Bài chơi trước. Bài chơi. Chơi thì đối với anh thì đúng, nó cũng không cũ. Nó là một cái kiểu trap ba âm ấy, anh gọi là trap ba âm thanh ấy. Tức là có trống, có bass 808 với lại melody. Thì sở trường của cái dòng này thì anh biết là Tiger. Bởi vì mỗi lần mà anh mở cái nhạc đấy lên thì oh man, nó rất là cuốn ấy. Nó không phải nhồi nhét quá nhiều kỹ thuật hay gì, nhưng mà nghe nó rất là phê. Thì không biết là cái em, tụi em có ảnh hưởng từ Tiger không? Yeah, chắc chắn rồi. Đằng nào thì hip hop Việt Nam mình cũng ảnh hưởng rất là nhiều từ hip hop Mỹ, hip hop Hàn, tất cả những nơi trên thế giới thì em cũng không có ngoại lệ. Em cũng nghe nhạc Tiger rất là nhiều thì nó mới ra được bài chơi. Tại vì lúc đó là nó đang hot bài Taste của Tiger thì cái mình nghe mình cứ nhúng nhảy nhúng mình thấy gái gú rồi cái kiểu ô cái time nhạc này hay, rất rất là hay, hợp với đi club. Và lúc đó em cũng em mới phát hiện ra một chuyện là Việt Nam chưa có ai làm nhạc để đi club. Gần như là vậy. Đi club có, thực ra là có, nhưng mà nó không phải là một cái signature thôi. Dạ, nhưng mà ý là nó sẽ có những bài gái gú nhưng mà là nghe nó không có sạch. Dạ, cái gái gú nhưng mà không sạch. Anh thấy cái đấy anh thừa nhận. Xong rồi em mới nghĩ là ok, bây giờ mình có thể viết mà nghe nó khéo hơn. Có thể là ngay cả trong club có thể nghe được mà ở ngoài cũng có thể nghe được. Mình viết khéo một chút xíu thì em đem nó về và em làm thôi. Nói chung là lúc đó mình thật sự thì cái cách em thấy cái cách mà để mà mình phát triển nhanh nhất là copy. Em thừa nhận cái chuyện đó luôn, nên là em mang nó về em ok, em copy một cái gì đó của Tiger. Xong rồi xong mình nó ra bài thôi. Nhưng mà chắc chắn là không có ai mà đi copy hoài được, tại vì copy hoài cũng sẽ chết thôi. Thì tụi em lúc đó tính ra là tụi em mới rap được có nhiêu 2 năm hả? Lúc mà viết bài chơi là mới rap được có 2 năm à. Chắc là gần 2 năm thôi. Chắc là gần 2 năm thôi. Nên là newbie mà tính ra vẫn là còn newbie nên là đâu có gì đâu để mà gần 2 năm. Nên là cũng không có suy nghĩ nhiều là phải có original hay gì hết, em chỉ thích làm gì em làm thôi. Sau này thì mới bắt đầu nghĩ là ok, mình sẽ pha thêm những cái flavor của mình vô. Chứ mà copy thì tất nhiên là sẽ không đi tới đâu rồi. Copy là không đi tới đâu. Tức là thời điểm đó em nhận định thế hay là bây giờ em nhận định thế? No, có nghĩa là từ trước giờ em đều biết là cái cách nhanh nhất để mình học sẽ là copy. Nhưng mà nếu mà mình muốn nó phát triển, nó bùng nổ hơn nữa thì tất nhiên là mình sẽ copy. Nhưng mà mình đổ flavor của mình vô, mình phải có gia vị của mình chứ. Từ bây giờ em hỏi anh, nếu mà anh muốn nấu một tô phở, anh có phải công thức đúng không? Ai cũng phải chung một cái công thức. Công thức quán này ngon hơn. Nhưng mà tại sao công thức quán nó ngon hơn? Đúng rồi. Flavor nó đều là phở mà.